bạn, hôm nay mình xin giới thiệu sản phẩm của hãng Ngân Gia Nhật. Đây là một hãng phân bón chuyên về đồ Nhật, tức là những sản phẩm của Nhật, và họ đã làm ở Việt Nam khá lâu. Tính ra là cũng mình đã làm việc với họ cũng khoảng 4 năm rồi. Thì những sản phẩm của họ được định hình trong người chơi lan rất là nhiều. Đây là một sản phẩm rất là đặc trưng mình muốn giới thiệu đầu tiên, đó là phân bón lá nhưng mà nó dạng 4 trong 1, và nó có tuyệt chiêu là diệt côn trùng bằng cái mùi đàn hương, cái mùi thơm á, nó làm xua đuổi côn trùng bằng cách tự nhiên. Thì ngoài ra thì nó lại có bổ sung 4 chất 4 trong 1 mà. Thì nó có là có canxi nè, có bo nè, có manhê nè, có kẽm nè. Thì có 4 trong 1 này là 4 chất này nó theo công thức bí quyết của nó. Tại chúng ta biết mấy mà những cái vi lượng mà nó càng nhiều á, phối hợp nhau thì nó càng khó. Thì những hãng này nó có những cách phối riêng của nó, thì nó làm cho cái phân bón này là được 4 cái chất này, và họ có thêm cái mùi đàn hương để xua đuổi côn trùng một cách tự nhiên, không dùng hóa chất, không dùng dạng thuốc trừ sâu các bạn. Thì đây là một dạng kết hợp của phân bón và diệt côn trùng. Và phân bón này nó làm cho cây khỏe mạnh để kháng bệnh, tức là phân bón này là dạng chung và vi lượng chứ không phải là phân bón chưa phân bón mà NPK, phân bón NPK là chủ lực, nhưng đây là những cái phân bón mà làm cho cây khỏe mạnh. Tóm lại là nó làm cho khỏe cây và xua đuổi côn trùng một cách tự nhiên. Một sản phẩm của hãng Chitosan nữa, một con hãng ngân gia Nhật nữa, đó là Chitosan. Thì Mai Quy muốn giới thiệu ở đây và công ty Nhật. Thì cái Chitosan này thì là nó là hoạt chất, thì chúng ta biết là nó là giống như là sinh học vậy đó. Nó làm cho diệt những cái mầm bệnh, và nó hủy hoại những cái chất trồng mà bị mục lâu ngày, trở thành nấm vi khuẩn, trở thành chất mùn mà có lợi cho cây trồng. Thì Chitosan này chúng ta mà sử dụng chất trồng hay là gì đó một thời gian lâu thì chúng ta nên tưới Chitosan. Còn mới trồng thì cũng không cần lắm, mới trồng thì không cần, nhưng mà chúng ta trồng cái chậu hay là cây kiểng hay là chậu lan hay là đất khoảng tầm 1 năm thì chúng ta nên bón cái Chitosan này đều đặn 3 tháng một lần, thì nó sẽ làm cho chất trồng sẽ tuyệt vời, sẽ được xử lý rất là tuyệt vời. Thì nó rất là nhiều hoạt chất trong đây, thì các bạn có thể xem ha. Rồi cái thứ ba mình muốn giới thiệu của hãng này, đó là cái combi Nhật. Cái này thì quá nổi tiếng các bạn, nó là một dạng chuyên về trung lượng và vi liệu. Toàn bộ trong đây rất là nhiều luôn, các bạn thấy nè, canxi, manhê, lưu huỳnh, đồng, sắt, kẽm, manhan, bo, đầy đủ trong đây hết. Cho lan, cái gì mà cho cây kiểng, cho hoa lan là nó có hết trong đây. Thì cái đồng, mấy cái loại hoạt chất này, thì vi lượng này, thì chúng ta, ví dụ như chúng ta nãy mình giới thiệu cái 4 trong 1, nó cũng có vi lượng, thì chúng ta đừng có phối với cái combi Nhật này nha các bạn. Mà cái bi lượng đó, cái Chitosan này phối với combi Nhật cũng được, mà phối với 4 trong 1 cũng được, nhưng mà cái có 4 trong 1 và combi Nhật không được phối nhau, tại vì nó là hai cái có vi lượng, chúng ta phối nhau nó rất là nguy hiểm, nó dễ đụng độ nhau. Thì cái Chitosan này nó là hoạt chất khác, nên chúng ta hoàn toàn phối được với combi Nhật hay là 4 trong 1 để một lần tưới chúng ta rất là thoải mái, chúng ta có một công đôi việc đó. Thì cái dạng Chitosan Nhật thì nó cũng có một cái dạng chai lớn này để chúng ta dễ dàng sử dụng hơn. Thì cái chai này là 250ml, và cái chai Chitosa, cái bịch Chitosa Nhật này thì nó là dạng gói nhỏ có 50ml thôi, thì chúng ta có thể sử dụng linh hoạt tùy theo nhu cầu. Thì cái combi Nhật là chúng ta sử dụng về vi lượng, chuyên về vi lượng, nó là dạng bột. Trước đây thì cũng có nhiều người sử dụng cái này để trộn với những cái khác thì cũng rất là tuyệt vời, nhưng mà nếu chúng ta không rành thì chúng ta không nên trộn, tại vì nó sẽ rất là dễ gây ra tình trạng là phản ứng hóa học các bạn ha. Thì qua video này mình muốn giới thiệu ba cái sản phẩm nổi tiếng lâu nay, sử dụng rất lâu dài
cái gì mà đã sử dụng lâu dài, đã có kiểm chứng rồi thì các bạn yên tâm, không phải là sản phẩm mới, nên chúng ta hoàn toàn yên tâm để chúng ta sử dụng những cái phân bón này cho cây, cho chúng ta, cây cối chúng ta. Nhất là hoa lan là một cái cây khá là nhạy thời tiết, nhạy phân bón. Chúng ta sử dụng bậy bạ thì ngày mai chúng ta sẽ thấy cây nó vàng lá hay là nó phản ứng liền thì rất là nguy hiểm các bạn ha. Những sản phẩm này đều có bán trên trang web siêu thị Hoa Lan và kho nông nghiệp.com. Thì chúng ta lên đó, nếu chúng ta tìm không được thì chúng ta có thể gọi điện bên công ty mình để công ty mình hỗ trợ cho các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã xem video từ nãy giờ, giúp các bạn có những cây lan, cây kiểng rất là khỏe mạnh. Xin cảm ơn.